Chào. Chào mừng quý khán giả quay trở lại kênh YouTube của công ty đồ gỗ mỹ nghệ Hướng Mai. Kính chúc quý khách luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Hôm nay Ngọc Anh và mẹ Hướng Mai sẽ giới thiệu cho quý khách một bộ Minh Quốc Công Phượng. Bộ này thì từ Tết đến giờ mới có một bộ to và đẹp như thế này. Bộ này cột 18 bằng gỗ mun của Lào. Và bộ Công Phượng này có chất gỗ rất là đẹp và chắc chắn. Những đường nét đục cũng rất là tỉ mỉ và trau chuốt. Lâu lắm rồi thì công ty đồ gỗ mỹ nghệ Hướng Mai mới có được một bộ bàn ghế cột 18 Minh Quốc Công Phượng to và đẹp quý như thế này. Hôm nay thì Hướng Mai cũng như là Ngọc Anh rất là vui mừng khi mà giới thiệu với quý khách bộ Công Phượng cột 18. Chỉ có năm ngoái thì có thể làm được 1-2 bộ thôi. Còn năm nay thì đến giờ phút này, bắt đầu từ Tết đến giờ, bây giờ công ty mới có một bộ to và đẹp như thế này. Đây là một bộ gỗ mun và mun của Lào. Và tất cả các cái đường thì làm dày, đều rất là dày dặn. Hai nữa là cái bộ Minh Quốc Công Phượng này thì cái cột của nó to chưa từng thấy, cột 18. Và các cái bông hoa hồng đục lồi trên nền gỗ. Và có ba ông Tam Đa, một ông Phúc, một ông Lộc, một ông Thọ. Ba ông Tam Đa là đại diện cho cái sự giàu có, sống lâu và hạnh phúc. Thế và khi mà đặt để ở trong ngôi nhà thì nó vừa là quyền lực nhưng mà nó lại vừa quý phái. Còn đây là các cái bông hoa hồng. Bông hoa hồng, cái mẫu Công Phượng này là mẫu mà kết hợp giữa Minh Quốc, đời nhà Minh thời Trung Quốc với lại bộ Louis của Pháp. Cho nên là nó cài được tất cả các cái bông hoa hồng trên các cái nền con công. Cùng với lại ông Tam Đa, Phúc, Lộc, Thọ cũng như là các cái Minh Quốc cột. Thường thường là các cái bông hoa hồng thì nó ở trong các cái bộ hoàng gia Louis, nhưng mà tuy nhiên là các cái mẫu hoàng gia Louis thì có rất là nhiều người thích Minh Quốc, nhưng mà vẫn có được những bông hoa hồng đục nổi trên nền gỗ mun và nó mang lại được cái đường nét cũng như là cái sự chạm trổ rất là đẳng cấp và đẹp. Bộ này thì là một trong những bộ tuyển chọn của công ty đồ gỗ mỹ nghệ Hướng Mai. Nó vừa dày, vừa chắc, vừa lặng, vừa khuôn tranh của nó chắc phải 4 phân ấy. Thế còn tất cả những cái cột này thì nó 18 phân và những cái bông hoa hồng thì cho một cái bàn tay vào đây nó ngập kín luôn. Nó rất là dày và nó đẹp, vô cùng là đẹp. Các cái con công phượng cũng như là cái bông hoa hồng này thì là những người nghệ nhân họ đục 100% bằng tay. Vì vậy cho nên là quý khách thấy là nó rất là ít có và rất là lâu. Đặc biệt những bộ to như thế này thì rất là hiếm, và với cái gỗ mun mà mun của Lào, mun sừng như thế này thì thật là hiếm hoi mới có được những bộ bàn ghế đẹp như thế này. Thế và cái đi văng của nó thì nó to, nó dài và nó rất là chất lượng, lục lạc. Kể cả cái hai cái con công ở đây cũng thế, nó đẹp vô cùng luôn, đẹp chưa từng thấy. Thế và khi mà sờ vào hay là các cái đường nét cong lượn của nó thì quý khách sẽ thấy là đây thực sự là những cái tác phẩm vô cùng là tuyệt vời, rất là trân trọng và nó rất là hiếm hoi để có được những cái sản phẩm như thế này. Sở dĩ như vậy nên là công ty Hướng Mai từ Tết đến giờ bây giờ mới có một bộ. Và cái ghế của nó cũng thế, ghế của nó rất là đẹp, ghế của nó vô cùng là đẹp mà đục cũng đẹp nữa. Đục đẹp từng các cái con công hay là những cái phượng hay là những cái sen dẹo ở bên trên cái đoạn hay là những cái bông hoa hồng thì nó lột tả lên được một cái sự tuyệt kỹ của nghệ thuật chạm khắc gỗ của Việt Nam. Hướng Mai cũng như là những người con của quê hương là nghề truyền thống mỹ nghệ của Việt Nam luôn luôn cố gắng sáng tạo, tìm tòi cũng như là thổi hồn vào các cái tác phẩm truyền thống mang lại được những cái nét quý, hiếm, tinh, cần và quý để phục vụ quý khách hàng. Những cái sản phẩm này thì nó thực sự là những sản phẩm vô giá và càng để lâu hoặc càng sử dụng thì nó càng đẹp và nó được bảo hành suốt đời, hết đời này sang đời khác chứ nó không thể là hỏng được. Công ty thì có chính sách bảo hành là 15 và trọn đời, trong khi mà quý khách sử dụng có thể đổi lại khi mà quý khách thích sang một bộ mới hoặc là sẽ được bảo hành lâu dài, bởi vì các cái sản phẩm này nó vừa quý giá, vừa chắc chắn, vừa bền và chất lượng gỗ thì vô cùng là tuyệt vời, được phơi sấy tại trong công ty từ rất lâu rồi. Và giá của bộ này thì là
Như là năm ngoái thì công ty đồ gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai có nhận các cái hàng đạt, hình như cả năm được có một bộ sau thì đã nhận 1,5 tỷ. Tuy nhiên là năm nay thì dịch bệnh, công ty đã chi ân 20%, còn 1,2 tỷ. Với cái bộ này 100% là gỗ mun của Lào xịn và chất lượng vô cùng là tuyệt vời. Và cái bàn của nó thì đục các cái từ cái chân đến những cái diềm yếm của nó thì vô cùng là đẹp, và bên trên thì là các cái con công phượng rất là đẹp, rất là quý, rất là sáng và vô cùng là giá trị. Từng cái ghế một thì nó mang đều cả được các cái phong thủy. Đệ mặt bản của nó thì là đôi chim công trên nền của hoa mẫu đơn. Chim công phượng thì là vua của các loài chim, thế còn hoa mẫu đơn thì là vua của các loài hoa. Nó mang được cái phong thủy cũng như là cái sự thịnh vượng may mắn. Nó cũng mang được cái gọi là tinh tế của cái nghệ thuật chơi hoa. Thế và trên cái bộ bàn ghế, ví dụ như là từng cái đường chạm khắc thì nó đều có những cái bông hoa hồng nổi bật lên trên cái cột, và quý khách sẽ nhìn thấy là khi mà đặt để trong ngôi nhà thì tất cả nó đều là các tác phẩm nghệ thuật rất là quý giá, rất là tuyệt vời. Và Ngọc Anh có nói gì không? Con thấy bộ này đục rất là chi tiết và tỉ mỉ, từng những bông hoa hồng thì cũng nhìn rất là giống hoa thật à. Rất là chắc chắn, rất là chất lượng. Mà hôm nay là ngày doanh nhân Việt Nam, ngày 13 tháng 10, Hướng Mai xin gửi lời chúc tới toàn thể doanh nhân của đất nước Việt Nam luôn luôn có được sức khỏe, có được bi chí dũng, có được sự nỗ lực cố gắng để vượt qua được con thuyền, đi vượt qua đại dương và đưa công ty của mình đi tới thành công. Có một cái bài hát mà Hướng Mai rất là thích, hôm nay có một người bạn gửi tặng cho Hướng Mai. Ngọc có thích nghe bài đấy không? Không có. Con biết bài đấy là bài gì không? Bài Đời Doanh Nhân ạ. Đời Doanh Nhân, đúng rồi đây nha. Mẹ có một người bạn mới tặng cho một bài hay cực kỳ luôn. Mẹ sẽ hát tặng Ngọc một bài được không? Nhân dịp là ngày doanh nhân Việt Nam, một đời doanh nhân đắng cay và thăng trầm, một đời sóng gió lấy con thuyền đi tới, một đời người lính chiến tranh thương trường, một đời nghệ sĩ khát khao kiếm tìm đồng tiền biên hình có đầy mà trắng tay. Thuyền không lớn xa vội ra khơi, chí không cao sao cùng thế giới, dân không giàu sao mà nước mạnh, lòng không bền sao làm doanh nhân. Bao nhiêu năm để có một ngày hạnh phúc nhìn cơ đồ hôm nay, bao nhiêu năm cạn chén rượu đầy chợt thấy mình tóc bạc hôm nay. Một đời doanh nhân bước chân về muôn trùng, lạnh lùng hao hoa giấu đi niềm sâu kín, một đời nước mắt nhớ thương quê nghèo, một đời cười vui mỹ nhân bạn bè, đêm đêm bước về bóng ta lại với ta. Thuyền không lớn sao vội ra khơi, chí không cao sao cùng thế giới, dân không giàu sao mà nước mạnh, lòng không bền sao làm doanh nhân. Bao nhiêu năm để có một ngày hạnh phúc nhìn cơ đồ hôm nay, bao nhiêu năm cạn chén rượu đầy chợt thấy mình tóc bạc hôm nay. Xin cảm ơn. Sau này Ngọc có muốn làm doanh nhân không? Con có.
Con biết được làm doanh nhân thì nó sẽ như thế nào chưa? Ta tưởng tượng ra được cái sự hạnh phúc hay là sung sướng. Bây giờ mẹ muốn hỏi con là theo con thì doanh nhân là hạnh phúc hay là vất vả? Con nghĩ là cả hai. Hạnh phúc thì như thế nào là hạnh phúc? Hạnh phúc bởi vì mình được tiếp xúc với nhiều người, được học hỏi thêm rất là nhiều điều, cũng như là mình giúp đỡ được cho những nhân viên của mình có được công ăn việc làm. Còn làm doanh nhân thì cũng rất là vất vả. Con khi mà con nhìn thấy mẹ cứ đầu tắt mặt tối từ sáng đến tối, rất là vất vả, phải tiếp xúc với cả nhiều người và phải giải quyết rất là nhiều việc. Con thấy rất là thương mẹ. Con gái yêu quá. Đấy, nói thế là mẹ đã suýt khóc rồi. Làm doanh nhân, nếu như mà là những người mẹ doanh nhân thì lại còn có một cái vất vả nữa là khi mà con mình còn bé, nói thế này lại sắp khóc rồi. Khi mà con mình còn bé thì mặc dù là người mẹ đấy rất là yêu cái người con của mình, nhưng mà cũng không thể là toàn tâm toàn ý chăm con 24/24 được, mà vẫn phải nhờ những người khác người ta chăm con mình. Khi mà con còn nhỏ rất là cần cái sự yêu thương của người mẹ, thì người mẹ đã phải đi gửi con ở những cái nơi ví dụ như là trường học hay là những cái nơi mà người ta nhận tư để người ta chăm sóc con mình. Và cái tình yêu thương của người mẹ đối với người con hoặc người con đối với người mẹ nó rất là nó làm cho khi mà mỗi khi gặp thì cảm thấy nó rất là hiếm hoi khi mà gặp. Nên là ngày xưa khi Hướng Mai làm doanh nghiệp, bây giờ Hướng Mai vẫn làm doanh nghiệp, nhưng mà đã có những cái trải nghiệm của những người mẹ doanh nhân nó rất là vất vả. Ngọc Anh khi mà sinh ra thì bé tí tẹo đã phải gửi đi một cái nơi rất là bà nuôi cho từ sáng đến từ thứ hai đến thứ bảy đến chủ nhật mới được về nhà với bố mẹ thôi, và lúc nào cũng thèm mẹ thèm bố. Thế nhưng mà có những em thì em ấy rất là hạnh phúc vì nơi người ta nuôi người ta sẽ yêu thương, nhưng mà cũng có những em thì họ cũng không có sẵn tình yêu thương, cho nên là các em rất là thiệt thòi khi mà vắng bố vắng mẹ. Mẹ thì Ngọc cũng thấy là lúc nào cũng dậy từ sáng sớm, 3 giờ sáng đã dậy rồi, và những cái đêm thì thường thường là 22 giờ đêm mới đi ngủ, nhưng mà lúc nào cũng phải tràn đầy năng lượng, đối xử với những người xung quanh lúc nào cũng phải là có cái lòng biết ơn, cũng có cái sự bi mẫn và có cái sự chịu thiệt. Dù người ta đối xử với mình bất như ý thì mình vẫn có thể nở nụ cười được. Đấy là nó đã vượt qua được cái sự kham nhẫn. Không phải ai cũng dễ dàng làm được những việc đấy. Thế mà hôm nay là một ngày doanh nhân nên là Hướng Mai thực ra là đang giới thiệu về bộ bàn ghế, nhưng mà nhớ đến ngày doanh nhân nên là có đôi lời để chia sẻ với lại tất cả các quý khách đang xem trên YouTube của Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai. Cũng xin gửi lời biết ơn tới toàn thể các quý khách đã nhiều năm theo dõi trên kênh YouTube của Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai. Cũng muốn nhắn gửi là ngày mai là ngày 13 tháng 10, tức là ngày doanh nhân Việt Nam. Thì chúc tất cả những doanh nhân luôn luôn có được giữ vững được cái tay lái, tay thuyền, tay chèo của mình để vượt qua được cái con thuyền của mình, đi qua được đại dương để mình đến được cái bến bờ hạnh phúc của sự thành công. Còn khi mà trong cái quá trình để làm doanh nhân thì Hướng Mai biết được là ai cũng sẽ rất là vất vả, cũng phải chịu qua những cái gọi là bầm vập khó khăn rồi vất vả của cuộc đời, và cũng có lúc tưởng chừng như là không thể vượt qua nổi, nhưng mà rồi thì tất cả mọi thứ cũng có lúc được mỉm cười, để gọi là cuộc đời doanh nhân cho mình một cái tên doanh nhân, khoác cho mình một cái áo doanh nhân. Nhưng mà thực ra là bây giờ để nói được những cái sự trải nghiệm đến giờ phút này thì Hướng Mai thấy là người ta nói, các cụ nói ngày xưa rất là hay là tam thập nhi lập này, rồi là tứ thập nhi bất nhĩ, ngũ thập chi thiên mệnh này. Bây giờ Hướng Mai cũng đã 50 tuổi rồi nên là thấy là bây giờ cuộc đời còn sống, còn thở, còn hạnh phúc, còn yêu thương thì đấy là mình đã có một ngày, một cuộc đời rất là hạnh phúc rồi. Và mong muốn là tất cả mọi người luôn luôn trân trọng những cái giờ phút mà mình được sống bên cạnh người thân, được nói chuyện, được hàn huyên, bởi vì tất cả mọi thứ rồi nó cũng sẽ thay đổi. Hướng Mai xin gửi niệm lành, lời biết ơn, lời chúc sức khỏe tới toàn thể gia đình quý khách. Kính chúc quý khách luôn luôn
mạnh khỏe, tràn đầy năng lượng và thành công. Chúc các bạn trẻ sau này mong muốn trở thành doanh nhân như là cái tuổi của Ngọc Anh đây thì cứ sẽ có cái sự kiên trì, có sự chân thành cũng như là vượt qua được những cái sóng gió của cuộc đời để đưa tới thành công, trở thành một doanh nhân thành đạt vững chắc. Cảm ơn tất cả quý khách đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh YouTube của công ty đồ gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai. Kính chúc quý khách và toàn thể doanh nhân luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc cũng như là thành công trên con đường sự nghiệp của mình. Xin trân trọng cảm ơn. Xin chào.